kính thưa các loại sản phẩm luôn. Bao nhiêu các con số các bạn cần về cho cây mì? Cây mì nó không cần nhiều đâu các bạn, nó chỉ cần những cái bộ đôi hoàn hảo, bộ đôi thần thánh này này là nó đã sống giai đoạn đầu này. Đấy. Sống giai đoạn đầu nó kích rễ nên kích củ cái là anh em mang nhà máy là vừa nhá. Ok anh em nhá. Bao nhiêu con số các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like. Xin một like thôi. Không xin nhiều, mỗi anh mỗi em cho em một like này em thấy nó. Đây là những cái đơn hàng của chúng em nhà em cấp tốc đi cho các bác. Thì đơn của chúng em thì nó có từ rất gần và rất xa. Anh em nào hát được cái bài đấy chưa? Rất gần và rất xa. Bạn này là em thương. Tên rất là tuyệt vời. Ba số cuối là 926 ở huyện Đắk Lây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đấy. Có khách hàng gần thì cũng có khách hàng xa các bạn ạ. Khách hàng đây là anh Giàng A Lữ. Số cuối, ba số cuối là 472. Anh này ở Hát Lót, Mai Sơn của Sơn La. 11 bì siêu tàu củ anh em ạ. Siêu tàu củ, khoai lang, khoai mì. Này thì anh em biết rồi đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đứng dây xuống lá phi củ tăng tinh bột. Đấy. Bao nhiêu cần con một bì như này giai đoạn đầu là các bạn xài được 1 héc đấy anh em nhá. Khuyến khích anh em xài lại lần thứ 2 sau 7 ngày. Sau 5 đến 7 ngày. Sau 5 đến 7 ngày đấy. Đấy. Giai đoạn đầu ưu tiên giai đoạn đầu. Và đơn tiếp theo đó là cũng là một cái đơn ở cũng tương đối là xa đấy các bạn. Em Hạnh. Ba số cuối là 302. Đấy, Bảo Lâm, thành thị trấn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ôi, quá tuyệt vời. Rất gần và rất xa. Bạn này thì cũng tương đối là xa nhưng không phải xa lắm. Này là em trai Trần Ngọc Hiếu. 379 ở thị xã Ajunpa, phường Treo Reo anh em ạ, Treo Reo, tỉnh Gia Lai. Bạn này chuyển khoản xong xuôi rồi. Ok. Thì có ấn tượng nhất với em trai này đó là em lên nhà mình lấy cây giống và em chụp hình ảnh lại gửi cho mình, rất là tuyệt vời. Đây mình gửi hình ảnh cho anh em xem. Cây giống tuyệt vời. Và bây giờ là em đã đặt hàng của em. Quay đặt hàng của em tiếp. Đó là 8 siêu tàu củ anh em. Đây. 8 siêu tàu củ. Siêu tàu củ là cái này nhá. 8 can đi oan. 8 can đi oan. Cũng là lớn, đứng dây xuống lá, nớn siêu tốc, nhiều tinh bột, rất là ngon, ngọt, ngọt ấn tượng. Đấy, cho tất cả các loại cây này củ, anh em xài cái loại này, bảo vệ thành quả bền lâu. À, có một cái đơn này tương đối là đặc biệt đấy anh em ạ. Đơn này của bạn em thương này này. Cái sản phẩm của em lấy bên mình đó là gì? 2 bì Zimvin, 2 bì Binivin, 2 bì siêu ra rễ, 1 chai diệt mối. Đấy, Zimvin này anh em. Đây là dùng cho chết nhanh, chết chậm, chết héo. Cây ngay không sợ chết đứng mà cây ngay là chết đứng rầm rầm. Thì đã có cái sản phẩm này anh em nhé. Giúp cho cây ngay nhà bạn không bao giờ chỉ bị chết đứng nữa. Đấy. Và lần đầu tiên thì các bạn phun cái loại này. Lần thứ hai nhắc lại thì các bạn phun loại này. Đấy. Đặc biệt sản phẩm tác động hai chiều là bao vây bào tử nấm nội hấp lưu dẫn. Tức là hoạt chất diệt nấm thông minh. Để giúp cho anh em biết rằng là ở chỗ nào nó có nấm, ở đấy là nó có Zivin. Đấy. Hoạt chất này anh em này, metanacin cộng mancozeb này. Hoạt chất này cũng rất là tốt. Forsitin anomium, hai cái này cộng mancozeb này anh em nhá. Nó sẽ diệt nấm toàn bộ luôn. Đây, mình đóng gói cho khách đây. Đấy, hai gói này. Hai gói này. Rất là nhiều khách hàng sử dụng rất là nhiều rồi. Nhiều khách hàng từ nhỏ đến to này mình ok hết. Giúp cho các bạn bảo vệ thành quả là được. Siêu ra rễ cực mạnh, rễ khỏe, cây tốt. Thành phần anh em ơi, humic acid 70 đến 80%, fulvic acid 5 đến 10%, canioxy 8 đến 10%, hoạt chất ra rễ đặc biệt. Đấy, gói này 20g anh em ạ. Gói này 20g, giá bán tại shop là chỉ có 10.000 nhé. 10.000 mình đã dùng rồi, cực kỳ hiệu quả, cây rất là xanh tốt anh em ạ.
rất là rẻ. Thế thì cái dung này, cái sản phẩm này để dùng khi nào các bạn? Cây mì này, cây mì các bạn trước khi trồng các bạn ngâm được tí thì tuyệt vời luôn đấy. Hoặc là phun lên trên cái cây mì á, thân cây mì, hoặc là sau khi mà chết héo anh em ạ, anh em phun được cái này xong, toàn bộ là diệt nấm xong thì anh em phải kích lại rễ cho nó phát triển nhá, kích lại rễ cho nó phát triển thì bằng cái sản phẩm đây, siêu rẻ mà lại siêu tốt đây. Đấy, anh em cứ xài là anh em mê luôn đó. Công ty sẽ có cái số tư vấn hotline đây, anh em cần thì cứ điện vào nhà máy nhá. Đấy, rất là rõ ràng. Cái gói này thì pha một bình 20 lít, pha bình 20 lít, anh em có thể pha chung với siêu tàu cũ, đồng vi lượng hoặc là cani oan đều được đấy. Còn cái sản phẩm nữa đó là bạn mua, đó là cái sản phẩm này anh em này, Alpha Dragon 10 SC, hoạt chất của chúng ta là cibermethrin 10%. Cái này là nó diệt những cái con ở đây này các bạn này. Đấy, ông này là ông mối cắn phá hòm đúng không ạ? Con rán, muỗi, bọ xít và con bọ nữa, bọ gì đây nữa này. Đấy, thì hai hoạt chất này các bạn ngâm với nhau nhá. Pha được với nhau và ngâm với nhau thì nó sẽ có tác dụng là diệt cái côn trùng, diệt các loại côn trùng để nó không cắn phá rễ. Khi nó không cắn phá rễ vào trong cái rễ với củ thì nó cũng không có cơ hội để nấm nó tấn công đâu anh em, không có cơ hội nấm tấn công. Thì như vậy là anh em với là hoàn hảo đấy. Bao nhiêu con số các bạn mà cần những cái tất cả các sản phẩm, mình còn nhiều sản phẩm lắm các bạn nhé. Đấy, đây này, siêu ra rễ cực mạnh này để phục vụ cái rễ cây cho các bạn. Còn nữa đó là Arimex nhện đỏ bò chỉ rầy phần trắng, nhìn thấy cái này là chỉ có chết đấy các bạn ạ. Đấy, cái này là dùng cho khảm lá các bạn nhé, phòng bao vây không cho khảm lá. Rồi, rất là nhiều những sản phẩm, kính thưa các loại sản phẩm luôn. Bao nhiêu các con số các bạn cần về cho cây mì? Cây mì nó không cần nhiều đâu các bạn, nó chỉ cần những cái bộ đôi hoàn hảo, bộ đôi thần thánh này này là nó đã sống giai đoạn đầu này. Đấy, sống giai đoạn đầu nó kích rễ nên kích củ, cái này anh em mang nhà máy là vừa nhá. Ok anh em nhá. Bao nhiêu con số các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, xin một like thôi, không xin nhiều. Mỗi anh mỗi em cho em một like này em thấy là vui lắm rồi. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm đây, tất cả sản phẩm anh em có thể chụp ảnh, anh em mua tại gần chỗ anh em để cho nó rẻ. Còn nếu không có thì cứ alo cho mình, ship từ Kon Tum, từ chỗ mình ở đấy, từ chỗ mình ở cho tới tận Cao Bằng, Móng Cái, mũi Cà Mau đấy. Bao nhiêu con số các bạn chỉ cần quan tâm và thiệt tình với chương trình kênh của em thì em ship tận nơi cho các bạn. Nhớ là điện thoại là nghe hàng, lấy hàng giúp em nhé. Ok rồi, xin chào anh em đã xem đến tới video này và xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào tạm biệt anh em nhé, bye bye.